Người biểu tình hai phe đó là quyền phá thai tụ tập tại tòa án tối cao. Theo Reuters, vào thứ Ba ngày 21 tháng 6, những người biểu tình chống phá thai và quyền phá thai đã tụ tập trước tòa án tối cao khi tòa án đưa ra phán quyết về việc có nên hạn chế quyền phá thai ở Mỹ hay không, và quyết định có thể được đưa ra sớm nhất vào thứ Năm. Đám đồng náo nhiệt ở cả hai phía của vấn đề, với những tiếng hô vang và tiếng còi khi quyết định mang tính bước ngoặt sắp được ban hành. Hai người phản đối quyền phá thai đã bị bắt sau khi họ tự cầm tay vào hàng rào bao quanh tòa án tối cao. Phán quyết của Roe kiện quay năm 1973 mà tòa án có thể lật lại trong vụ án đang chờ xử lý cho rằng điều khoản về thủ tục tố tụng của tù chính án thứ 14 đối với hiến pháp Mỹ cung cấp quyền riêng tư bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ. Cảm xúc dâng cao kể từ khi tổ chức tin tức Politico công bố dự thảo quyết định phá thai do tư pháp bảo thủ Samuel Alito soạn thảo vào ngày 2 tháng 5. Được biết, phá thai là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất trong chính trị Mỹ và đã kéo dài gần nửa thế kỷ. Một cuộc thăm dò năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết 59% người trưởng thành ở Mỹ tin rằng cần phải hợp pháp hóa việc phá thai, trong khi 39% cho rằng hành động này nên bị cấm.